Xin chào các bạn, mình là Tấn Đương đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên. Hôm nay mình sẽ làm video với chủ đề cơ chế đi tiểu. Video này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn khi chúng ta mắc tiểu, hệ thần kinh cùng với các cơ quan trong cơ thể đã làm gì để chúng ta thải được nước tiểu ra ngoài, hay nói ngắn gọn hơn là cơ chế của việc đi tiểu. Như chúng ta đã biết, hệ bài tiết có vai trò quan trọng trong việc lọc và thải chất cặn bã do quá trình trao đổi chất của tế bào và cơ thể tạo ra bằng con đường chính là con đường bài tiết nước tiểu. Cơ thể của người bình thường có hai quả thận với chức phận là bộ lọc máu tự nhiên trong cơ thể. Mỗi 1 phút trôi qua, có 125ml máu đến thận, nhưng chỉ có 1ml trong số đó sẽ trở thành nước tiểu thông qua niệu quản, rồi xuống bàng quang. Ở đây, khi bàng quang chứa từ 250-300ml nước tiểu, sẽ có một luồng tín hiệu gửi đến trung tâm tủy sống đoạn xương cùng, đoạn tủy từ S2 đến S4. Sau đó, trung tâm này sẽ gửi tiếp một luồng tín hiệu khác lên vỏ não để xin ý kiến đi tiểu. Tại đây, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng xem lại vị trí và chức năng của hai khối cơ vô cùng quan trọng trong việc bài xuất nước tiểu ra ngoài, đó là cơ thắt niệu đạo trong và cơ thắt niệu đạo ngoài. Bàng quang chúng ta là một cơ quan thống nhất giữa hai hệ thần kinh autonomic và somatic. Trong đó, cơ thắt niệu đạo trong được kiểm soát bởi hệ thần kinh autonomic, còn cơ thắt niệu đạo ngoài được kiểm soát bởi hệ thần kinh somatic. Hay nói cách khác, cơ thắt ngoài có thể được điều khiển theo ý muốn, còn cơ thắt trong là không theo ý muốn. Cơ thắt trong có nhiệm vụ giữ cho nước tiểu trong bàng quang không rỉ ra ngoài khi chúng ta hoạt động, nghỉ ngơi. Khi cả hai cơ đồng thời mở ra, nước tiểu sẽ được giải phóng ra ngoài thông qua niệu đạo. Cả hai cơ thắt ngoài và cơ thắt trong đều là hai cơ rất mạnh, nhưng chỉ ở nữ giới thì hai cơ này mới kết hợp nhịp nhàng, còn ở nam giới thì kết hợp yếu. Cho nên, ở nam từ 5 đến 6 tuổi vẫn còn hiện tượng đái dầm và sau 70 tuổi thì đi tiểu rất khó. Ở nữ thì phần lớn sau khi thôi nôi sẽ không còn hiện tượng đái dầm. Quay trở lại với vấn đề lúc nãy, khi trung tâm S2, S4 gửi tín hiệu lên vỏ não để xin ý kiến đi tiểu thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu được cho phép, vỏ não sẽ kích thích cho cơ thắt ngoài mở ra để cho chúng ta đi tiểu. Trường hợp thứ hai, vì một nguyên nhân nào đó chúng ta không thể đi tiểu như bận công việc chẳng hạn mà phải nén lại, vỏ não sẽ yêu cầu cho cơ thắt ngoài co lại để ngăn chặn việc đi tiểu diễn ra, hay nói cách khác, khi đó chúng ta sẽ nín tiểu. Video của mình đến đây là hết. Qua video này chắc hẳn chúng ta đã có thêm một phần kiến thức về bộ máy bài tiết của cơ thể.